shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Nhảy qua đi em, nhảy một niềm tin và hy vọng nhá. À, vãi trưởng hay lắm, nó ở trên. Nó vừa lên trên anh em, hay lắm được. Hay lắm được, cái đậu xanh, lên bả. Mày cắn trộm anh hơi lâu rồi nha em ơi. Thanh niên hổ báo ngổ ngáo và cái kết này mọi người này. Cái kết quá đáng lòng luôn nhá. Hello mọi người, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái ứng dụng, đó là iClean. Anh em nhấn vào cài đặt để có thể là tải xuống ứng dụng này. Thì cái ứng dụng này có cái gì hay? Ok, đầu tiên mình sẽ đánh giá 5 sao cho ứng dụng nữa. Bởi vì mình đã dùng cái ứng dụng này và thật sự là nó rất là tốt luôn nha anh em ơi. Anh em có thể là, anh em thấy cái đánh giá ở đây, thấy chưa anh em? 4,7 sao, một ứng dụng rất là tốt anh em ơi. Thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em trong cái việc là dọn rác, tăng tốc điện thoại. Ok, và đây nó là giao diện chính của ứng dụng này. Anh em nhấn vào cái mục dọn rác điện thoại nha. Đầu tiên sử dụng anh em sẽ phải cấp quyền cho ứng dụng cái đã. Được rồi anh em ơi, và đây sẽ là quyền thứ 3 luôn. Ok, cho ứng dụng cấp quyền thì nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Được rồi, điện thoại mình ôi gần 1 GB rác cả, nhiều vậy. À, thì anh em sẽ chờ máy nó sẽ dọn dẹp rác cho mọi người nhá. Và đây anh em, ngày hôm nay thì chúng ta chuẩn bị đến với cái phần chính trong video ngày hôm nay. Đó là giới thiệu cho anh em cái tính năng tăng tốc chơi game nha anh em. Nó sẽ hỗ trợ cho anh em vào game Free Fire rất là nhanh và mượt. Đây là lý do tại sao mà mình chơi game Free Fire nó không hề giật lag một chút nào luôn nha anh em. Được rồi, và anh em sẽ bật cái không làm phiền lên. Anh em chơi game sẽ không hề nhận được cuộc gọi, tin nhắn hay là messenger của một thằng nào đấy luôn anh em ơi. Chơi game rất là mượt và không bị làm phiền nhá. À, được rồi, anh em bật cái phím tắt lên này. Thì khi mà anh em vào cái mục tăng tốc game nó sẽ nhanh hơn. Đây, anh em nhấn vào một game cái là nó sẽ vào luôn. Anh em nhấn vào game Free Fire cái chơi luôn mọi người. Đó, anh em chờ xíu nó sẽ tăng tốc game cho anh em chơi. Và cái việc chúng ta cần đó là chờ đợi và chuẩn bị tận hưởng thành quả thế nào mọi người. Ui, một mớ đạn MP40 nha các bạn ơi, ngon. 1x này. Đồ phải gọi là chất lượng luôn anh em ơi. Ngon lành luôn chứ nhở. Có người ở dưới. Mình không biết ở ra nào cơ. Ra bên kia thì phải. Chắc là ra bên này rồi. Tìm chưa ra luôn. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, tưởng ở đâu cơ, đứng lại. Lên bảng. Mày tìm ai đấy hả em ơi. Ba lô ba luôn, ui, ngon. Ngon dã man anh em nhỉ. Ôi đừng. Ôi đừng mà đây, ôi đừng mà đây. Ôi đừng mà đây. Đừng. Dựng lỗi đâm ra tốn hai quả bóng keo. Thằng bé ngay ở dưới thôi anh em ơi. Ơ quên quên quên. Đã bơm máu full đâu. Quên anh em ơi. Chưa bơm máu full đã hổ báo rồi. Đâu rồi em ơi, xuống đây. Nó ngay đây thôi mọi người ơi. Cái đậu xanh này tìm không gian này anh em. Ủa chạy rồi hả? Thôi kệ đi. Nó chạy rồi, vậy thì chúng ta lên trên nhá. Mình có ngại gì đâu anh em. Chạy rồi thì mình lên trên này. Lượm thêm từ máu coi. Hợp lý nhở. Có người này. Cái đậu xanh này. Cái đậu xanh này. 3 kill. Trong nhà có một đứa nha anh em, nó vừa dụng bóng keo này. Đâu rồi em ơi? Chỗ nào vậy? Sao lại dụng bóng keo cửa này? Ủa? Mình không biết ở đâu nữa cơ anh em ơi. Vứt bớt đi. À quên. Quên. Vứt bớt đạn súng trường mới đúng nhá. Rồi ok rồi này. 11 quả bóng keo. Thế này đủ đi săn mạng rồi nha các bạn nhá. Tầm này mình nghĩ là chúng ta nên lên trên cái khu cánh đồng là vừa này. Lên cánh đồng và tiếp tục săn mạng nha anh em.
Úi dồi ôi, lâu phết nhỉ anh em. Này, chạy mãi chưa thấy người này. Đùa chứ các ông trốn đâu cả rồi, mệt mỏi ghê vậy này. À đây rồi, ngon này, còn đứng giáp này anh em. Ê có mìn, có mìn, có mìn, cái đậu xanh tí chết. Nhìn tâm đỏ là biết ngay có mìn anh em, mấy tí nữa mình quên cơ. Chơi game thì kinh nghiệm cả rồi, check mìn nó đơn giản thôi mà anh em. Xuống đây xem thế nào chứ. Để xem kiếm thêm mạng nào. Ủa đứa nào chạy xe vậy hả? Xuống xem ơi, xuống xem ơi, xuống xem ơi. Ôi đừng. Xuống xe đi mày. 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 Vỡ đầu. Mình lia đầu nó luôn anh em ơi. Đã bảo xuống xe đi không chịu xuống cơ. Thanh niên, đáng thương vãi chở nhở. Xuống xe thì không chịu xuống này, cái kết quá đáng luôn nhá. Thêm đạn súng trở này, đúng rồi, nâng giáp này, hợp lý này. Đi thôi anh em ơi, tiếp tục sang mạng thôi nào. Chuẩn bị là vòng bo thứ hai xuất hiện nha anh em. Ok ok. Như vậy thì đây nó là bo thứ hai này. Để mình xem mình ăn tạm cái nấm hay củ đã. Còn hơn một phút nữa thì bo mình thu lại cơ anh em ơi. Nên là anh em hãy cứ từ từ mà chạy bo thôi. Có xe, có xe. Nói chung là không phải vội gì cả này. Ê, kia đứng lại. Ê, kia đứng lại. Ê, kia đứng lại. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Nổ xe rồi nha em ơi. Xuống xe chạy này. Chạy này em này. Chạy xe cho lắm vào em ơi. Hay lắm, chắc là nó lên nhà gà anh em ơi. À đây à. Qua đệm thính nhá. Qua đệm thính nhá. Qua đệm thính nhá. Ủa. Thằng này khó nhai phết. Cái thằng này nhai nó không dễ đâu anh em ơi. Ui, phóng lựu à hay là gì vậy? Phóng lựu hay là gì vậy? Phóng lựu hay là gì vậy? Khẩu gì vậy? Cái đậu xanh. Khẩu gì vậy? Khẩu gì vậy? Mô ra. Ai lại cầm mô ra bắn gần như thằng này vậy? À không. AWM thảo nào, thằng bé nó không sơi nổi mình đấy anh em ơi. Ê, có người ở chỗ nào vậy? Quay lại đánh xe đi săn mạng nào anh em ơi. Đứa nào ở đâu vậy hả? Đứa nào ở đâu? Mình qua đây chưa thấy ai anh em ơi. Quay lại coi. Ủa vẫn chưa có người đây. Thế này sao chơi hải nghe mấy bom keo đang rất là nhiều nhá. Thêm đạn súng chưa này. Máu thì thoải con gà mái luôn. Let's go mọi người ơi. Còn lại có mình một người chưa đã nha anh em. Xuống dưới này xem. Thính, thính, thính. Ôi phóng lựu hả, mình không chơi. Mình thì lại không thích chơi phóng lựu. Đơn giản là bây giờ là anh em chỉ cần là có giáp chống nổ, nó cũng sẽ đỡ được cho anh em rất là nhiều nhá. Nên là mình cảm giác là súng phóng lựu nó hơi bị phế. Chứ nếu mà trước kia chưa có giáp súng chống nổ ấy thì phóng lựu nó khá là ngon anh em ơi. Lên bảng. Mày chơi ai đấy à? Mày chơi ai đấy hả em ơi? Thanh niên hổ báo định chơi mình cơ. Từ từ đã anh em ơi, xem quần máu đã. Dựng bao keo này, nhiều bao keo này làm gì? Để dựng lên quần máu chơi nha. Ê, mất có xíu máu à. Thế này thì quấn làm gì hả anh em?
Đây, lượm thêm đạn súng trường đi. Bom keo này một mớ luôn này. Bây giờ mình nghĩ là nên đi bộ ok hơn. Chứ chúng ta chỉ cần đi xe này anh em ơi, đi bộ đi. Đi bộ vừa chạy vừa săn mạ này. Như thế nó có vẻ ok hơn 6 người chơi nữa. Trận này cố gắng top 1 nha anh em. Làm sao cứ chơi tổng khoảng là chục kill top 1 là ok rồi, mình không cần nhiều kill đâu. Ủa, mình lên trên này rồi nhưng mà chưa thấy ai này. Khả năng cao là có một đứa chạy ở dưới lên đấy. Đây, qua đây check kỹ cẩn thận luôn này. Mặc dù là mình không có giảm thanh nhưng mà mình nghĩ là chơi game vẫn cứ là ok. Có gì đâu phải xoắn hả anh em. Đâu rồi, 4 người chơi nữa. Ui, có xe này. Có là một cái anh em ơi, ngon. Nhưng mà mình nghĩ là đi bộ vẫn ổn hơn. Có nhiều bông keo để đi bộ anh em ơi. Đi xe dễ chết lắm, không chơi đâu. Qua đi canh cho nó mấy đứa chạy ở ngoài bo phải anh em ơi. Đứa nào chạy vào cho xanh mộ luôn. Đây, bo đang thu lại rồi này mọi người. Có ai chạy bo không? Còn đứa nào chạy bo không vậy? Mình nghĩ là kiểu gì cũng có đứa bơi sông qua. Không có hả? Ủa, không có thật hả? Gì vậy? Trên này không có anh em ơi. Ở dưới không có. Vậy lên trên này coi thế nào. Đừng nói là cũng không nốt luôn nha. Ủa, thế này thì bọn nó ở đâu? Bọn nó ở đâu vậy anh em ơi? Không có này. Chắc là ở cú chân hết rồi. Nhanh chân nhanh tay thế nhỉ anh em. Mình tưởng là chúng nó còn chưa vào mo nữa cơ. Nào ngờ tập này chúng nó vào mo hết cả luôn. Thế này có ai không vậy? Thế này không có ai. Thôi thì không ai lượm thì mình xuống mình lượm thôi. Mình đâu có ngại hả anh em. Trông có vẻ như là hơi bị im lặng đấy. Lại là phóng lựu. Một đứa đã bị hạ vì bo. Còn lại ba thằng nữa. Cơ hội chiến thắng lúc này của kẹo đã lên đến 25% rồi anh em ơi. Cái đậu xanh. Tào đâu ra người ta. Lên trên này một xíu coi. Đây đấy. Đã thấy cho nó kill nhau rồi. Còn hai thằng nữa thôi xong. Thế này thì không có 10 kill top 1 rồi các bạn ơi. Chúng nó ở đâu đấy nhỉ anh em. Mình chạy qua mãi tầm mãi cái khu này rồi. Tầm này rồi còn chưa thấy ai này. Cái đậu xanh còn mỗi hai thằng nữa thôi mà. Sao mà kiếm người có vẻ khó khăn nhỉ anh em. Không thấy ai luôn cơ mọi người ơi, dã man nhỉ. Quay lại đi. Quay lại chỗ này kiếm xem chưa anh em. Có đứa chạy lên này. Có đứa chạy lên này. Ui dồi em ơi, lên bảng xong. Đứng cẩn thận thôi mọi người ơi, nhờ bóng keo để làm gì. Bấm máu cái đã, bình tĩnh. Ok ok ok, ngon. Từ ở đâu cơ? Còn ai nữa không vậy? Ô già. Ngon. Có khẩu này thì phê rồi các bạn ơi. Thằng quái đâu? Mình qua đây chúc luôn này anh em này. Tầm này chờ thằng quái nó qua nhá. Qua đây em ơi, qua đây em ơi. Ngay gốc cây trước mặt thôi à. Làm sao đấy em ơi, làm sao đấy em ơi. Cái đậu xanh này. Coi chừng xanh mộ nha em ơi. Coi chừng xanh mộ nha. Ui, thằng kia này bị lag à. Thấy bị chạy giật lại anh em ơi. Qua đây. Xem anh nhiều bông keo hơn. Xem anh nhiều bông keo hơn. Cái đậu xanh này. Nhiều bông keo mà anh không. Nhiều bông keo mà anh không. Nhiều bông keo mà anh không. Ui giời ơi. Anh sợ chú quá nhở. Anh lại sợ chú quá nhở. Anh có 7 quả liệu này. 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 Chạy đi em. Chạy đi mày, chạy đi mày. Ui dồi ôi, dựng bóng keo này. Yes, 8 kill top 1, tuổi gì em. Quẩy thôi. Mấy thằng rơm rơm này anh em, top 1 đơn giản nhá. Ăn mừng nào. Có mấy quả liệu này, xả hàng này. Bóng keo này mớ ra anh em ơi. Thoải mái bóng keo này. Ui dồi ôi, ngon lành luôn.
Yes. Và mình đã lên rank bạch kỳ 1 nhá. Ok luôn, có 8 kill top 1 này các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.